Đêm nhạc đánh thức tình yêu. Với những người yêu nhạc, Quang Hà, Chu Thúy Quỳnh và Kiều Oanh là những cái tên không còn xa lạ. Mới đây, các ca sĩ đã mang đến cho gần 1.000 khán Biên Hòa, Đồng Nai một đêm nhạc sôi động chủ đề đánh thức tình yêu nhằm truyền tải thông điệp về tình yêu, những giá trị tốt đẹp trong mỗi cá nhân, gia đình, sôi động và hấp dẫn. Trong đêm nhạc đánh thức tình yêu, khán giả Đồng Nai đã được sống lại trong nhiều không gian âm nhạc. Ca sĩ Quang Hà cùng ca sĩ Chu Thúy Quỳnh và Kiều Anh không chỉ mang đến những bản nhạc trẻ, sôi động mà còn biểu diễn nhiều bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng. Mặc dù thời tiết ở thành phố Biên Hòa không thuận lợi, mưa lớn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, song khán giả vẫn lấp đầy ghế ngồi trong đêm diễn. Xem các ca sĩ hát đến hơn 23 giờ. Xuyên suốt đêm nhạc, ca sĩ Quang Hà đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau với các ca khúc nổi tiếng như khúc Thụy Du, Ngỡ, Bức Thư Tình Đầu Tiên. Sân khấu được thiết kế huyền ảo, hiệu ứng ánh sáng hiện đại mang đến không gian lạ mắt. Ca sĩ Quang Hà hóa thành người kể chuyện bằng âm nhạc, kết hợp hài hòa với những màn vũ điệu hấp dẫn, phối hợp nhịp nhàng với các ca sĩ trong những tiết mục song ca, tam ca. Đêm nhạc đánh thức tình yêu nằm trong chuỗi chương trình Giai Điệu Xanh được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành. Trong đó có thành phố Biên Hòa, nhằm khơi dậy những cảm xúc yêu thương để cuộc sống gia đình trở nên ấm áp, trọn vẹn hơn. Mặc dù gặp một số vấn đề về sức khỏe, song ca sĩ Quang Hà vẫn hát gần 20 ca khúc, phục vụ khán giả Biên Hòa. Nam ca sĩ cho biết, anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đến Biên Hòa, Đồng Nai biểu diễn. Sự yêu mến cùng những tình cảm chân quý của khán giả nơi đây là động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ để anh sáng tạo nghệ thuật, biểu diễn hết mình trong các ca khúc như là sự tri ân. Bởi vậy, trong khán phòng trung tâm hội nghị Europe Palace không ngớt tiếng vỗ tay. Mọi người cùng bật đèn flash điện thoại tạo hiệu ứng và cùng hòa giọng với phần trình diễn của các ca sĩ. Không gian âm nhạc được tiếp nối mạch cảm xúc với các bản ballad đầy da diết, mang dư vị ngọt ngào của tình yêu, hạnh phúc. Ngoài không gian âm nhạc, khán giả Biên Hòa, Đồng Nai còn được xem clip các tiểu phẩm hài do nghệ sĩ Trung Ruồi và các nghệ sĩ, diễn viên quen thuộc trên sóng truyền hình biểu diễn. Những câu chuyện trong các tiểu phẩm rất đỗi quen thuộc, bắt nguồn từ chính câu chuyện của mỗi gia đình, khơi gợi những suy ngẫm, truyền tải thông điệp nhân văn về tình yêu, về hạnh phúc và về những giải pháp để bảo vệ gia đình trước những rủi ro, mang niềm tin, hy vọng đến với mọi người. Tri ân bằng âm nhạc. Có mặt từ rất sớm, anh Nguyễn Minh Kiên, ngụ phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, bộc bạch, đã rất lâu rồi, hơn 2 năm dịch bùng phát. Tôi mới tham gia vào không gian âm nhạc ấn tượng, gặp gỡ và xem ca sĩ thần tượng Quang Hà biểu diễn. Đây đều là những nhạc phẩm giàu nhạc tính, giàu cảm xúc mà tôi rất tâm đắc và yêu thích. Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật hay được công diễn với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, để người dân Biên Hòa, Đồng Nai cùng được thưởng thức. Giám đốc công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai Lê Thị Minh Phượng cho biết, đêm nhạc đánh thức tình yêu được tổ chức tại thành phố Biên Hòa nhằm tri ân đến các khách hàng đã trao gửi niềm tin, đồng hành với Bảo Việt Nhân Thọ trong suốt thời gian qua. Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện Bảo Việt Nhân Thọ, Giai Điệu Xanh, nhân kỷ niệm 26 năm ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam. Tính đến nay, Bảo Việt Nhân Thọ đã có hơn 6 triệu khách hàng trên toàn quốc, trong đó Đồng Nai hơn 50.000 khách hàng. Suốt 26 năm qua, sự tin yêu và đồng hành của khách hàng là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi tiến về phía trước. Xin được tri ân niềm tin, sự lựa chọn ấy bằng đêm nhạc đánh thức tình yêu. Với chúng tôi, đó là sự lựa chọn chu toàn vì tình yêu dành cho chính bản thân, gia đình và những người thân yêu. Sự lựa chọn ấy còn là những sẻ chia cao cả dành cho cộng đồng. Cùng với Bảo Việt Nhân Thọ, mọi người cũng đang góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có công với cách mạng, những em nhỏ hiếu học trên khắp Việt Nam, bà Lê Thị Minh Phượng nói.